cơn mê này gọi vô thúc tới anh em về trên em bước về chân quân đó theo trời có nhau tại trong mãi sau nắng không gọi sầu tháng xưa từ đầu xin bạc đầu gọi mãi chúng ta ở tuổi tôi đã hết tất cả những tháng năm mong chờ
đừng bao giờ hỏi em ơi còn tuổi nào cho em không. Tôi không nghĩ là còn tuổi nào cho tôi cả. Tại vì bà nói nó thê lương quá. Bà 75 tuổi. Nhưng mà tôi đã thưa với quý thính giả rất nhiều lần, tôi với bà sinh cùng tháng cùng năm, cách nhau có 3 ngày. Thành thử ra bà... Tôi nghĩ anh gian, hay tôi nghĩ là anh nhỏ hơn tôi 1 năm. Không. Phải không? Không.
tôi là sinh ngày 9 tháng 3 năm 45, đúng ngày nhật đạo chánh. Bà sinh ngày 6 tháng 3 năm 45, bà hơn tôi 3 ngày. Kêu mình chị đi. Nhớ nghe, bà hơn tôi 3 ngày. Mà bây giờ bà nói là bà gần đất xa trời. Như vậy thì tôi còn gần hơn. Chưa, tôi đâu có nói gần đất xa trời đâu. Nhưng mà bà ơi, cái tuổi già của mình nó có một cái vui. Bà cứ nhớ lời của Trịnh Công Sơn đã viết: trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Tức là sinh ra đời làm người đã khổ rồi, cho nên mình trải qua được 75 năm, đến ngày nằm xuống bà phải vui. Có bảo quý vị, khi mình ra đi, tức là mình trả hết cái nợ cuộc đời này rồi. Nhạc sĩ Lam Phương viết bài, ông có một cái câu trong cái bài Một Đời Tan Vỡ là: đây đó cho qua một kiếp người. Cuộc sống của mình, cái lời của Phật không bao giờ sai. Con người sinh ra đã bể khổ. Chúa cũng nói một câu tương tự: ta đến không phải đem an bình, mà đem những phiền toái, những chiến tranh. Cho nên từ cái ý đó, Trịnh Công Sơn mới viết rằng: trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Thưa cha ơi, tức là kiếp người là đã khổ rồi, cho nên khi chúng ta trải qua được kiếp người là mình phải thấy hạnh phúc, không có cái gì phải mếu máo cả. Vâng. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Tôi thật tình mà nói, tôi chỉ thấy anh là người có hạnh phúc thôi. Bởi vì khi anh nói như vậy, chứng tỏ là anh lúc nào cũng yêu đời. Chứ còn thực sự mà nói, nếu anh nói là sinh ra là đã khổ rồi, anh đã không nói như thế đâu. Sinh ra có khổ không quý vị? Khổ chứ, cuộc đời chúng ta khổ. Cứ đi chơi mãi như anh làm sao mà khổ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bảy mươi năm tuổi mà còn hát như vậy thì quá là tốt rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi lại mời quý vị nghe tiếp tục nhạc phẩm Gõ Cửa của Mạnh Quỳnh qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Thành.